Trước tiên anh chị xả cái chục này trước. Xong cái anh chị lôi này ra rồi anh chị sạch sạch cái đi rồi anh gỡ này ra nè anh chị. Rồi xong anh chị lấy cái dao giấy này nè. Nhớ là hai cái dao bén bén nè anh chị. Rồi xong rồi anh chị cạo giùm em cái lườn này nè. Mấy cái rãnh của keo bơi nè. Đừng cạo mấy cái chân này nè, cạo keo bơi ra được rồi. Cạo cho nó sạch. Anh chị thấy nào mà nó trắng như cái bên máy bên ngoài là được, ok. Nó chạy không sao đâu. Để em tạo ẩm nè. Làm nó dễ ra lắm. Anh chị đặt trong cái kẽ trên rồi anh chị kéo nó ra rồi. Sạch được cái diện ngoài này không vậy? Rồi xong rồi tới cái diện ở trong mép này. Cạnh này à, anh chị thấy sạch rồi anh chị sạch nữa không chị? Kẻ nè anh chị. Cái anh chị để ngang mặt vậy nè, để lên ngang mặt vậy nè, không á chị để cái bàn á, rồi chị đổ xuống ngang mặt nè, đổ anh chị đổ ít thôi, đổ ít đi, đang cho anh chị nhẹ cạo giống gì, để thường thì đổ nhiều quá nó chảy ra lưa chưa, mục đích để anh chị để ngang này là đừng có cho nó chảy xuống cái cây này nè. Cái anh chị đã đứng gì là nó chảy xuống hết những cây này nè, mất câu anh chị lấy nhám chị đánh rồi mất anh chị cạo nữa, anh chị cứ đỡ ngang nè một là để trên cái bàn ngang này nè, xong anh chị đổ cái gì nè, chị đổ hết mấy cái kẻ này nè, mà anh chị đổ vừa thôi vô kẻ nha, đừng đổ lan ra ngoài mất công anh chị cạo thôi chứ không có gì hết. Rồi xong rồi anh chị đổ xong rồi anh chị lấy cái dao gọt giấy này nè, anh chị cắt cái thùng này ra, cắt cái thùng này bỏ đi rồi anh chị cạo nó, trước khi em chở dây thùng này xong em cạo anh chị, cạo nó sạch ba cái sợi dây sắt này. Thank you.
anh chị cạo xong rồi anh chị đem ra ngoài xịt, xịt xong rồi cạo nào mà cảm thấy hết cắn thôi, tại vì mình đổ keo mà. Để em đi xịt cái. Sau khi em cạo nó xong rồi anh chị, giờ em vô chụp luôn nha anh chị. Anh chị cạo với hai cảm thấy nó còn không còn cả nữa thì anh chị đút vô bình thường. Cái anh chị mà biết nó bị cắn hay không á, anh chị phải lấy cái chục từ ghiên á, từ kho á, anh chị lấy cảm giác nó từ ban đầu á, chứ một cái chục mà bị cắn á, anh chị lấy hai cái chục đó anh chị thử nghiệm nó một thời gian, anh chị sẽ hiểu nó, rồi biết là nó quen anh chị làm nhiều rồi biết là nó quen à. Như anh chị lấy cái chục kho đi, cái anh chị xây nha em đó, rồi anh chị hiểu cảm giác của nó coi nó như thế nào, tại sao mà nó không bị cắn. Còn anh lấy cái chục mà bị cắn á, anh xây nè, cảm giác nó bị cắn nhìn anh dễ biết lắm. Còn mà cái chục mà to á, anh xây á, là cái cảm giác nó nhìn nó không có bị cắn, anh chị làm cho anh chị biết, anh chị quen rồi chứ không biết sao để em nói nữa. Cái này em biết gì em muốn dẫn lấy cho anh chị à, xong sẵn em đưa chục luôn anh chị, em hai chục em làm xong rồi. Hầm này bẩn quá không dám để xuống nó không xịt nữa. Giờ em vô chục luôn, quét xong rồi sạch sẽ anh chị, ngồi xuống cái okay. Anh chị nhớ cạo xong rồi anh chị nhớ lấy miếng nhám này đó anh chị, anh chị chùi nó cho nó lỡ nhiều khi keo với nhám sắt nó còn bái lên anh chị, như cạo nó không, mấy anh chị lấy nhám anh chị đánh nó lại. Lấy mỡ bò nè, mỡ bò anh chị mua bò tốt á, đừng mua bò dởm, mua bò xỉn á chị xài. Anh chị chắc cái đầu này, chắc ngay chân mí đầu này, dưới mí đầu này. Anh chị em làm chắc thì sao anh chị để vô. Đó, rồi sao anh chị đút cái tàu này vô, để vô mấy mé này anh chị, còn khúc này nè. Đó, rồi anh chị lấy cái này nè, lấy cái nhông của bộ sấy Toshiba anh chị, anh chị hợp nó vô rồi anh chị ịn nó xuống, anh chị đổ keo dán sắt, thường thường đổ keo dán sắt cũng vẫn được, keo bơi cũng vẫn được, keo bơi thì anh chị để nó khô, còn em ở đây em đổ vào keo dán sắt không anh chị, nhờ dán sắt cho nó lẹ nhanh. Nhanh nha anh chị, cứ anh chị làm nhanh để nó khô rồi anh chị hỏi đút vô luôn. Xong anh chị đổ keo vô,
Không biết chị thấy không, đây này phải. Chị ok một chục con này hồi khô anh chị lấy cái bằng chải mà đánh sắt cái chị đánh nó đẹp rồi liền. Ok một chục anh chị đợi nó khô để cải nó xong cái chục này cũng mới gan gì luôn. Anh chị nhớ nó nhắm đánh nó cái anh chị đánh hai đầu này đây. Anh chị chùi kỹ mấy cái lỗ đó, mấy cái lỗ này chùi kỹ là anh chị lấy cọm á chùi đầu này nè dưới cái đầu này mớ bò này em mua thì xài có cái hộp tự xài tới triệu mấy 2 triệu số lận. Mớ bò này xài im lắm anh chị, chịu nhiệt đựng được không biết anh chị thấy không. Chị đỡ vô rồi xong anh chị đây nè, anh chị nhớ khử cái này cho nó trắng giống như em này nha anh chị. Cái anh chị mà chục từ này nào mà chục từ này mà nào mà anh chị xài mà cái này nó mòn anh chị thấy nó lỏng rồi đó, ô, anh chị đổ cái chục mới đi, đừng có mua cái đầu này thì cái đầu này em mua anh bị dính mấy cái nên em sợ tới giờ nó gãy nguyên cái gãy hai này luôn, cái đầu ở trước nó xài không được. Anh chị đỡ cái hỏ giống gì nè, hỏ một xíu thôi, anh chị đổ cây dán sắt vô, đổ rồi anh chị đưa xuống liền nha, để không nó dính là mất công lắm anh chị. Rồi xong em chụp nữa. Nó đơn giản như anh chị. Các anh chị nào mà đúc vô mà mấy cái này nè anh chị mà thời gian mà anh chị mà xài thời gian mà nó mắc cái màu đỏ với màu đen anh chị, mấy anh chị nhận dạng mà chụp dưới chụp trên không được á, em chỉ anh chị các cách biết chụp trên chụp dưới anh chị. Cái thứ nhất là anh chị phải đẩy cái chân cái tiếp cái chân này nè để đứng lên anh chị đó. Anh chị lấy cái vít hít nè, anh chị dài vậy nè, nếu mà nó không hít á là chụp dưới. Tại vì là nó không hít là chụp dưới, còn mà nó hít đó, là chụp trên đó, vậy nên gì này là chụp trên này nó hít nè đó, thấy không, còn chụp dưới là nó không hít. Anh chị để mặt khuyết này nha anh chị, mặt khuyết này nè thấy không, để vậy là nó không hít nè thấy không đó. Đó là cách nhận dạng của chụp trên từ trên được từ dưới. Cho hai chục từ em đã làm xong rồi. Anh chị nào thấy hay anh chị đăng ký kênh ủng hộ em, chứ anh chị chia sẻ với like video giúp em nhé. Em cảm ơn anh chị rất nhiều.